Chào mừng các bạn, nếu như ở thời điểm này các bạn đang có 4 triệu mà các bạn vẫn chưa biết mua gì thì mình sẽ recommend cho các bạn, đó chính là mua luôn iPhone 6S. Và bởi vì sao không phải là mua Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 6 mà lại là mua iPhone 6S, thì ngay bây giờ mình sẽ đưa đến cho các bạn những cái lý do để thuyết phục các bạn mua nhé. Cái lý do đầu tiên mà mình khuyên các bạn lựa chọn chiếc iPhone 6S này ở trong phân khúc tầm giá là 4 triệu, nó chính đến từ cái thiết kế cao cấp cũng như là cái vẻ ngoài sang trọng của nó. Chẳng cần phải nói gì nhiều rồi, cứ có quả táo auto sang trọng đúng không các bạn? Và nó cũng sẽ được hoàn thiện từ cái chất liệu kim loại, đó là nhôm series 7000, nó giống tương tự như trên các sản phẩm tầm trung gần đây đang có mặt trên thị trường. Thế nên rằng là về cái vẻ đẹp ngoại hình cũng như là độ bền của nó thì chúng ta cũng sẽ không có điều gì phàn nàn. Thứ hai nữa, do đây là thương hiệu đến từ quả táo thì chúng ta vẫn sẽ có một cái vẻ ngoài nó sang trọng hơn so với những chiếc sản phẩm đến từ Trung Quốc. Cái lý do thứ hai mà mình khuyên các bạn lựa chọn chiếc iPhone 6S này đó chính đến từ cấu hình hiệu năng cũng như là đến từ sự hỗ trợ của nó. Khi mà các bạn đi mua một sản phẩm điện thoại thì các bạn sẽ quan tâm nhất đến một vấn đề, đó là chiếc điện thoại đó được hỗ trợ nâng cấp phần mềm trong vòng bao nhiêu năm và cũng như là hiệu năng của nó còn dùng được trong bao nhiêu năm. Thì cái chiếc iPhone 6S này nó có thể đáp ứng tốt cho các bạn cái nhu cầu về nâng cấp, về hỗ trợ cũng như là về cái hiệu năng trong vòng khoảng tầm là đến 2 năm nữa. Bởi vì các bạn biết rồi, cái chiếc iPhone 5S nó đã ra mắt đến nay đã được 5 năm rồi nhưng nó vẫn được nâng cấp lên iOS 12, thì cái chiếc iPhone 6S của chúng ta đã ra mắt được 3 năm thì chẳng có lý do gì trong 2 năm nữa nó không được nâng cấp cả. Và cái thứ hai đó là về hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại. Với con chip Apple A9 và 2 RAM, nó vẫn có thể chiến tốt chúng ta những cái tựa game như là Asphalt 9 này, chúng ta vẫn có thể chơi được Liên Quân Max Setting và chúng ta vẫn có thể chơi được PUBG với độ phân giải hình ảnh là cao. Thế nên khi các bạn lựa chọn chiếc iPhone 6S này, thứ nhất chúng ta sẽ có một cái sự hỗ trợ đến từ hãng rất tốt và chúng ta có một cái hiệu năng bền bỉ và có thể là chơi được mọi tựa game đang có mặt trên cái store của nó. Điểm tiếp theo đó chính đến từ camera của sản phẩm này. Cái lý do thứ ba đó chính đến từ chất lượng của camera chiếc iPhone 6S này mang lại cho chúng ta. Một điểm đáng buồn duy nhất đó là cái chiếc iPhone 6S này nó sẽ không có camera kép để hỗ trợ cho chúng ta những cái chế độ chụp hình xóa phông. Nhưng bù lại thì chúng ta có một cái chất lượng hình ảnh cũng như là chất lượng chi tiết khi mà chụp ảnh ra từ cái camera này nó rất là ngon. Ngoài ra thì camera của chiếc iPhone 6S nó cũng hỗ trợ cho chúng ta quay phim 4K tại 30fps hoặc là chúng ta cũng có thể quay Full HD 1080p tại 60fps. Thì đó đều là những thứ mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Với những cái chiếc máy tầm trung á thì có thể là nó cũng có thể quay được Full HD 60fps nhưng mà cái chi tiết hình ảnh của nó khi mà chúng ta xem lại ấy, thì nó sẽ bị vỡ hạt, hoặc là nếu như nó quay tốt thì cái phần âm thanh của nó lại bị dở dở giống như trên các sản phẩm của Xiaomi ấy. Thì cái chiếc iPhone 6S này rõ ràng nó lại toàn diện hơn về cái khoản quay video và cũng như là chụp ảnh, thì cái chiếc iPhone 6S này nó vẫn mang lại cho ta một cái chất lượng chi tiết là cực kỳ ngon như mình đã chia sẻ từ trước rồi. Hay ngoài ra thì trên chiếc iPhone 6S này nó cũng sẽ có những cái công nghệ để giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng máy hơn, ví dụ như là màn hình hỗ trợ 3D Touch này. Các bạn muốn mở nhanh cái dữ liệu di động thì các bạn sẽ chỉ cần bấm 3D Touch và các bạn sẽ mở ra, hoặc là các bạn cũng có thể mở nhanh các chế độ camera ở đây một cách rất là dễ dàng mà không cần phải đi vào trong camera dài dòng rắc rối đúng không? Thì đấy đều là những thứ rất là hay, nhưng mà có sẽ có những cái điểm mà khá đáng tiếc ở trên chiếc máy này, đó là chúng ta sẽ có một viên pin nó không thực sự lớn. Nhưng mà bù lại với sự tối ưu rất là ngon lành từ iOS thì cái quả pin trên chiếc iPhone 6S này nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái khoảng thời gian sử dụng cũng khá là ấn tượng. Còn nếu các bạn sử dụng một số tác vụ nhẹ nhàng giống như kiểu là Facebook này, Zalo hay là các bạn lướt YouTube, không chơi game quá nhiều thì nó cũng thể đáp ứng tốt cho chúng ta trong vòng một ngày. Mà mình biết là những người dùng iPhone thì kiểu gì chẳng có cục sạc dự phòng bên cạnh đúng không? Sạc dự phòng bây giờ cũng rẻ mà. Cái điểm đáng buồn thứ hai đó là cái màn hình của sản phẩm này nó cũng sẽ chỉ có độ phân giải HD mà thôi. Tuy rằng cái độ phân giải màn hình chỉ là HD nhưng mà cái khả năng hiển thị trên chiếc iPhone 6S này nó cũng khá là tốt. Nó không quá là rỗ bởi vì là cái màn hình này nó vẫn đạt cái độ phân giải Retina. Cái thứ hai nữa đó là cái độ phân giải màn hình HD này nó lại trên một cái kích thước nó không quá là lớn, chỉ là 4,7 inch. Thế nên là nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho chúng ta cái nhu cầu về xem video cũng như là chơi game, nó cũng sẽ không bị quá là rỗ. Các bạn phải soi kỹ vào thì mới thấy được. Và trên đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc iPhone 6S này, tại sao các bạn nên lựa chọn nó trong khúc tầm giá là 4 triệu. Bởi vì thứ nhất là nó sang trọng, thứ hai nữa là hiệu năng nó ngon nhất trong tầm giá là 4 triệu, thứ ba là nó được hỗ trợ ít nhất là 2 năm nữa, và thứ tư đó là chúng ta sẽ có một camera nó rất là ngon lành. Và các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 6S này, nếu như có 4 triệu thì các bạn có lựa chọn nó hay không? Xin một comment để lại ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.